Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Mua Linh Kiện. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách sử dụng LED thu hồng ngoại và remote để điều khiển bóng đèn hoặc điều khiển quạt. Ở video này mình sẽ điều khiển bật tắt bóng đèn thay cho điều khiển quạt. Chúng ta cần chuẩn bị: thứ nhất, tờ bóng đèn 220V. Thứ hai, kit 8051V0. Thứ ba, remote. Thứ tư là LED thu hồng ngoại. Các bạn thấy trên đây chính là LED thu hồng ngoại loại T838. Và cuối cùng là module relay. Mình sử dụng module relay 4 kênh. Mục đích là để điều khiển bật tắt quạt và 3 mức quay của quạt, các dây dăm và tô vít. Sau đây thì mình sẽ đấu nối cho các bạn xem mạch nguyên lý và cốt nạp vào kit 8051. Mình để dưới video các bạn có thể tham khảo. Mình xin giới thiệu qua về LED thu hồng ngoại. Như các bạn thấy, LED thu hồng ngoại có 3 chân theo thứ tự từ phải sang trái, 1 2 3. Chân thứ nhất, chân 1 là VCC, chân thứ hai là chân GND và chân thứ ba là chân out. VCC các bạn nối với 5V một chiều. Tiếp theo là module relay. Ở module này, để sử dụng được module thì chân VGL và VCC các bạn nối chung với nhau, chân GND và chân mát bạn nối chung với nhau, và có 4 chân để điều khiển 4 relay là in 1, in 2, in 3 và in 4. Đặc biệt module này tích cực ở mức thấp, cho nên để điều khiển các thiết bị các bạn cần nối cổng com vào một đầu của thiết bị và nút thường đóng của thiết bị. Sau đây mình sẽ nối dây cho các bạn xem. Chân 1 VCC các bạn nối với VCC của kit 8051. Tiếp theo là GND. Ở chân out các bạn nối với chân P3.2. Tiếp theo, 3 relay 1, 2, 3 các bạn nối với chân P0, P1.0, P1.1 và P1.2. Relay thứ tư các bạn nối với P3.0.
tiếp theo là cấp nguồn cho relay. VCC của relay các bạn nối với 5V của kit 8051. GND của relay nối với GND của 8051. Tiếp theo là nối bóng đèn. Để bật tắt được bóng đèn, mình sẽ sử dụng relay thứ tư. Một đầu dây các bạn nối với chân con của relay. Dây còn lại nối với chân thường đóng của relay. Mình sẽ sử dụng máy tính để cấp nguồn 5V cho kit 8051, đồng thời để nạp port. Trong mạch này port mình đã nạp sẵn, mình chỉ cần sử dụng nguồn. Như các bạn thấy, sau khi cấp nguồn sẽ có đèn báo nguồn của kit 8051 và module relay. Cuối cùng cho cấp nguồn cho bóng đèn. Như các bạn thấy, sau khi cấp nguồn thì bóng đèn đã sáng. Bây giờ mình sẽ sử dụng remote để điều khiển bật tắt bóng đèn này. Ở đây, relay thứ tư tương ứng với nút thứ tư của remote. Ấn một lần, bóng đèn sẽ sáng. Ấn lần tiếp theo, bóng đèn sẽ tắt. Để điều khiển được relay 1, 2 và 3, mình sẽ sử dụng nút tương ứng là 1, 2 và 3. Các bạn thấy, khi ấn nút 1, sẽ có bóng đèn của module relay thứ nhất tắt. Tiếp theo, đó là relay thứ 2. Tiếp theo, đó là relay thứ 4, thứ 3. 3 mức này sẽ tương ứng với 3 mức của quạt khi quay. Và mức thứ 4, do bật tắt nguồn của quạt. Ở đây mình lấy ví dụ là bóng đèn. Như vậy là mình đã giới thiệu xong các bạn sản mạch điều khiển bật tắt đèn và điều khiển quạt sử dụng led thu hồng ngoại cộng remote, module relay và kit 8051V0. Các bạn quan tâm sản phẩm có thể đến cửa hàng mua linh kiện để mua bộ sản phẩm, hoặc các bạn muốn đặt hàng online thì đặt hàng trên web mualinhkien.vn, sau đó sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn cho các bạn. Video của mình đến đây là kết thúc. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.